Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ của môn giải tích 1 chương trình chất lượng cao. Rồi chúng ta sẽ đến với lại câu đầu tiên. Thì bài toán cho rằng một cái chất điểm di chuyển trên trục x có phương trình là ST bằng 2t mũ 3 cộng 3t bình trừ 36t cộng 100. Câu A, tìm vận tốc tại thời điểm t. Là bài toán kêu tìm v tại thời điểm t chính là bằng s phẩy t. Ta sẽ đạo hàm hàm s theo ẩn t là bằng 6t bình, đúng không? 6t bình cộng 6t trừ 36. Đây, chúng ta có đáp án đầu tiên. Đó là 6t bình cộng 6t trừ 36. Và câu B, tìm vận tốc tại thời điểm t bằng 3. Tức là bây giờ chúng ta chỉ cần viện tính v tại 3 bằng bao nhiêu. Thay t bằng 3 vào. Nó sẽ xem Casio để tính toán. Anh nhập vào phương trình cho mình. 6t bình, 6x bình cộng 6x trừ 36. Mà phim can, mình nhấn cho x bằng 3. Thưa 36, vậy vận tốc tại thời điểm t bằng 3 giây là 36 mét trên giây. Rồi tiếp tục tính gia tốc tại thời điểm t, thì ta sẽ đạo hàm một lần nữa. AT chính là bằng V phẩy t. Rồi, bây giờ chúng ta tính thôi. V phẩy đây là 12t cộng với lại 6. Đấy, đó sẽ đi đáp án vào đây. 12t cộng 6. À, tìm gia tốc tại thời điểm t bằng 3 giây, tức là thay số 3 vào. Là 36 cộng 6 là 42 mét trên dây bình. Ý E là ý khó nhất. Tính tổng quãng đường vật đã di chuyển được trong 3 giây đầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích như sau. Sự mình có một cái trục OX như thế này. Rồi mình có một cái chất điểm đang đi ở trên trục OX. Rồi, bây giờ nếu như vận tốc nó dương thì nó sẽ đi cùng chiều với lại tia OX. Đây là OX. Rồi còn nếu như nó âm thì nó sẽ đi ngược lại. Đây, như thế này. Và vậy chúng ta sẽ phân tích trong khoảng thời gian là 3 giây đầu tiên chất điểm nó sẽ đi như thế nào. Để chúng ta sẽ tính vận tốc bằng 0, v bằng 0. Rồi chúng ta sẽ giải phương trình bậc 2 bằng 0, mod 9, 2, 2. Nhập phương trình vào 6, 6, trừ 36 bằng 2 và bằng trừ 3. Tức là nếu như t bé hơn 2, bé hơn là bằng 2 đây, và nó sẽ lớn hơn là bằng 0, do trừ 3 là một cái thời điểm nó âm rồi, đúng không? Do trừ 3 là một thời điểm âm nên ta không có xét. Như t nằm trong đoạn từ 0 đến 2 thì nằm giữa giữa hai nghiệm thì nó sẽ âm, đúng không? Sẽ v sẽ âm. Còn nếu như trường hợp là t lớn hơn 2 thì v nó sẽ dương. Đây, như thế này. Vậy trong 3 giây đầu nó sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đi từ 0 cho đến 2 là vận tốc nó âm. Và giai đoạn tiếp theo là từ 2 giây cho đến 3 giây vận tốc nó sẽ dương. Đây. Vậy thì quãng đường mà nó đi được đó chính là gì? Thì chúng ta chỉ cần việc chúng ta lấy S sau là S2 trừ đi S đầu, mà do nó đi ngược chiều vuông nên chúng ta phải lấy chuyển đổi. Đây. Và bây giờ mình sẽ cộng với lại từ 2 đến 3 giây thì mình lấy S3 mình trừ đi S2 là xong thôi. Do nó mình biết là đây này sẽ dương rồi nhưng mình cứ để chuyển đổi cho nó chắc. Đó, vậy thôi chúng ta xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế vào cái phương trình của S như thế này. Các bạn bấm vào cho mình như sau. Trước hết các bạn nhập cái hàm nó vào. 2S của 3 cộng 3S bình trừ 36X cộng 100 và phím K. Rồi trước hết mình nhập thời điểm 3 giây. S3 bằng 73. Mình sẽ ghi lại ở đây. Chúng ta có S3 bằng 73. Đây mình tính S2 như thế nào? Và phím can mình cho số 2 vào thôi là xong. S2 bằng 56 và S0 sẽ bằng, và phím can mình cho thời điểm 0 vào là 100. Vậy tổng quãng đường nó đi được đó chính là bằng cái gì? Vậy S tổng chính là bằng tuyệt đối của 56 trừ 100 cộng với lại tuyệt đối của 73 trừ 56, đúng không? Các bạn lại bấm máy cho mình. Mình bấm 100 trừ 56 cộng 73 trừ 56 tiếp. Đó là 61. Đây, vậy thì trong 3 giây đầu tiên nó sẽ đi được quãng đường là 61 mét. Đây, đây là đáp án của bài toán. Như các bạn thấy, việc mà chúng ta biết được quãng đường nó đi theo chiều dương hay chiều âm đều phụ thuộc vào cái vận tốc của nó. Nếu như vận tốc nó dương thì nó đang đi theo chiều dương, còn nếu như vận tốc nó âm thì chắc chắn nó sẽ đi theo chiều âm.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại câu thứ hai. Bài toán kêu tìm số lượng B sao cho phương trình tiếp tuyến của đồ thị y bằng 2x trừ 1 chia cho x cộng 1 đi qua điểm A có tọa độ là trừ 1, 4 sẽ có phương trình là y bằng 1 phần 3x cộng với lại B. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải thế nào? Bạn nhớ cho mình phương trình tiếp tuyến y sẽ bằng cái gì các bạn? Là bằng y phẩy x0 nhân cho x trừ x0 cộng y0. Để trước hết mình sẽ tính y phẩy nó bằng cái gì? Bạn nhớ cho mình nha, tích chéo 2 nhân 1 trừ cho tích chéo là trừ cho trừ 1 là 3. Đây, chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. Đây, rồi, nó kêu là tiếp tuyến đi qua điểm A. Đây, ví dụ mình có đồ thị nó nhìn như thế này đúng không? Ví dụ đi như thế này thôi. Tiếp tuyến của nó tại một cái điểm bất kỳ nào đó đi, đi qua điểm A chứ không phải là tiếp tuyến tại điểm A. Bạn nhớ kỹ nha. Mình sẽ gọi tiếp điểm có tọa độ là y, có tọa độ là a, a nhỏ nè, chấm phẩy và 2a trừ 1 chia cho a cộng 1. Đây, đây là tiếp điểm. Vậy phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm y này sẽ có phương trình như thế nào? Y bằng y phẩy là 3 y phẩy x0, tức là mình sẽ thay cái a này vào là 3 chia cho a cộng 1 bình phương nhân cho x trừ cho x0 là bằng a đó, x trừ a cộng với lại y0 là bằng 2a trừ 1 chia cho a cộng 1. Và chúng ta đã có được phương trình tiếp tuyến tại điểm y có tọa độ là a 2a trừ 1 chia cho a cộng 1. Rồi thì để cái tiếp tuyến này đi qua điểm trừ 1 4, tức là mình có thể mình thay x bằng trừ 1, y bằng 4 vào, sau đó mình giải ra a là xong thôi. Mình sẽ thay vào đó là y bằng 4 sẽ bằng 3 chia cho a cộng 1 tất cả bình phương nhân cho x là bằng trừ 1 rồi đúng không? Trừ 1 trừ đi a cộng 2a trừ 1 chia cho a cộng 1. Rồi đến giờ mình sẽ shift zone để mình giải ra a là xong. Đó là 4 sẽ bằng 3 chia cho a luôn, a cộng 1 bình phương nhân cho trừ 1 trừ đi a cộng phân số 2a trừ 1 chia cho a cộng 1. Giờ mình sẽ ship xong. Đây, chúng ta thu được kết quả là a bằng trừ 4. Giờ cái kết luận được ở đây, người ta sẽ chia được đó là a nhỏ sẽ bằng trừ 4. Bây giờ làm sao để chúng ta tìm được cái chữ chữ b nhỏ này? Giờ các bạn phải tập trung vào cái phương trình tiếp tuyến rồi người ta cho đây. Phương trình tiếp tuyến này. Vậy thì mình ghi lại ở đây, đó là y bằng mình nhân phân phối vào 3 chia cho a cộng 1 bình phương. Đó, bây giờ mình nhân phân phối vào nhân cho x trừ cho 3a đúng không? Nhân phân phối vào a cộng 1 bình phương cộng với lại 2a trừ 1 chia cho a cộng 1. Đây, và chúng ta có thể quan sát được đang nằm trong dạng là ax cộng b đúng không? 1 phần 3x cộng b. Đây, 1 phần 3x cộng với lại b. Vậy chứng tỏ cả cái cục đằng sau đây, đây chính là bằng bằng b. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần việc bấm máy thay cái giá trị a bằng trừ 4 nữa vào là xong đúng không? Trừ 3a chia cho a cộng 1 bình phương, a cộng 1 bình phương cộng cho phân số 2a trừ 1 chia cho a cộng 1. Rồi bấm phím can đây, chúng ta chuyển cho a trừ 4 là xong. Thì lúc b bằng 13 phần 3. Vậy đây chính là đáp án của bài toán. B chính là bằng 13 phần 3. Hình như các bạn thấy bài toán này là một bài toán cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên chúng ta cần phân tích rõ yêu cầu bài toán. Đó chính là đường tiếp tuyến này đi qua điểm A, chứ không phải là tiếp tuyến tại điểm A nha các bạn. Đây chúng ta phải để ý kỹ điều này. Rồi chúng ta sẽ đến với lại câu tiếp theo. Đến với câu số 3. Bài toán kêu là để xây dựng một cái lon hình trụ. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái lon ra cho các bạn dễ tưởng tượng. À, đúng không? Một cái lon hình trụ. Rồi, có thể tích là V là bằng 105 m khối. Đây là 105 thôi. Cái đơn vị mình không quan trọng lắm. The material for the wall là cái chất liệu làm trên cái tường có giá là 3 đô la trên 1 mét vuông. Đây. Rồi, cái chất liệu làm cho cái đế lon có giá là 7 đô trên 1 mét vuông. Và trên cái đỉnh thì có cái giá là 2 đô trên 1 mét vuông. Để bài kêu là determine the dimension, có nghĩa là xác định cái diện tích toàn phần để dựng cái lon này là nhỏ nhất. Các bạn nhớ thôi mình thôi. Công thức của nó V là bằng cái gì các bạn? Pi R bình H. Đây là công thức thể tích của hình trụ. Vậy thì
mình sẽ có cái này bằng 105 sẽ bằng pi r bình h đúng không? Đây mình rút h theo r bình h là sẽ bằng cái gì? 105 chia cho pi r bình, là chúng ta có được h. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính các cái yếu tố tiếp theo như sau. Diện tích xung quanh, đây diện tích xung quanh thì sẽ là bằng cái gì? 2 pi rh, đây còn phải nhớ kỹ cho mình nha, 2 pi rh và mình thay vào thôi. 2 pi r còn h là bằng cái gì? 105 chia cho pi r bình, nó rút gọn đi là còn là 2 nhân 105 là 210 đúng không? 210 chia cho r. Bây giờ mình sẽ tính diện tích của hai đáy. Hết đáy là sẽ bằng cái gì? Hết đáy chính là bằng pi r bình. Đây bởi vì hai đáy là hai hình tròn. Rồi, chúng ta đã có được diện tích xung quanh và diện tích đáy. Vậy giá tiền để làm được cái mặt xung quanh, thì mình đã đặt T xung quanh, giá tiền để tính mặt xung quanh là bằng diện tích nhân cho số tiền để làm mặt xung quanh là 3 đô trên 1 mét vuông. Chữ đỏ đây là nhân cho 3. Chính là bằng nhân 3 lên là 630 chia cho R. Đây là những tiền để làm mặt xung quanh. Là tiền của hai đáy. Tiền của hai đáy là bằng tiền của đáy 1 cộng với là tiền của đáy 2. Tiền đáy 1 là bằng 7 nhân cho pi r bình. Còn tiền đáy 2 là 2 nhân cho pi r bình cộng lại là 9 pi r bình. Vậy tổng giá tiền để làm cả cái khối trụ này sẽ là mình lấy hai cái này cộng lại. Đây bởi vì chúng ta kết luận được đó là tổng số tiền hai cộng lại là 630 chia cho r cộng 9 pi r bình. Rồi, để tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức này thì chúng ta có rất là nhiều cách. Cách một là chúng ta có thể xét hàm số đúng không? Hoặc cách hai là chúng ta có thể áp dụng bất đẳng mức Cauchy. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng cái cách là mình sẽ khảo sát hàm số cho các bạn cùng xem. À, chúng ta sẽ tính T phẩy chính là bằng 630 sẽ là bằng trừ 630 chia cho r bình. Cái đằng sau là tạo hàm số là 18 pi r. Đây thì để cái giá tiền nhỏ nhất thì chúng ta sẽ xét đến các cái điểm cực trị, tức là T phẩy phải bằng 0 đúng không? T phẩy bằng 0 tương đương với lại cái gì? 18 pi r sẽ bằng 630 chia cho r bình. 630 chia 18 thôi. 35, rất là đẹp. Là mình chuyển nó đây là r sẽ là bằng căn bậc 3 của 35 chia cho pi. Đây là xong. Đây là r để cho giá tiền xây dựng cái lon này là nhỏ nhất. Rồi, đề bài kêu là determine the dimension, là tính diện tích toàn phần, cái giá thành nó là rẻ nhất đúng không? Diện tích toàn phần là bằng diện tích xung quanh 210 chia cho r đúng không? Cộng với lại diện tích hai lần đáy là 2 pi r bình. Đây là diện tích toàn phần của nó. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần ốp cái số r này vào trong cái công thức này là xong thôi. Bấm cho mình như sau: 210 chia cho x cộng 2 pi x bình. Rồi bây giờ mình cho phím can, mình nhập vào đó chính là gì? Căn bậc 3 shift căn bậc 2 là căn bậc 3 của đúng không? 35 chia cho pi, 35 chia cho pi. Đây, đáp án là 125,3675 là bằng 3676 đúng không? 125.3676. 125.3676. Đây là đáp án cuối cùng của bài toán. Rồi, bây giờ ta sẽ đến với lại câu số 4. Bài toán cho điểm M là một điểm trên đồ thị hàm số y bằng e mũ 5x trừ 10x bình cộng 6. Tại điểm đó thì đồ thị thay đổi từ downward sang upward. Vậy thì nếu như một đồ thị mà thay đổi giữa concave downward và concave upward thì chắc chắn điểm đó là một điểm uốn. Thì điểm uốn thì chúng ta làm sao để chúng ta tìm được điểm này? Ta sẽ giải phương trình là y 2 phẩy bằng 0. Rồi. Thì chúng ta phải để ý nó đi từ downward sang upward. Có nghĩa là nếu như chúng ta giải ra được nhiều điểm thì chúng ta phải xem là nó có đi từ downward sang upward không. Còn nếu như chúng ta chỉ giải ra được đúng một điểm thì chúng ta chắc chắn nó sẽ nhận ngay điểm đó. Và vậy thì trước hết chúng ta sẽ tính y phẩy trước đi. Y phẩy là bằng 5 em mũ 5x đúng không? Trừ 20x. Rồi, chúng ta đã có y phẩy, rồi chúng ta y 2 phẩy. 25 em mũ 5x trừ 20. Rồi, chúng ta sẽ giải phương trình y 2 phẩy bằng 0. Tức là gì? Tức là 25 em mũ 5x sẽ bằng với lại 20. Để ta có thể nhẩm nhanh được là x nó sẽ bằng cái gì các bạn? Chia qua là 20 chia cho 25. Rồi chúng ta sẽ lấy ln. Rồi chúng ta sẽ nhân với lại 1/5. Đây là xong.
Vậy thì chúng ta chỉ có một điểm thôi. Đây chắc chắn là hoành độ của điểm M mà ta đang tìm kiếm. Vậy thì chúng ta cần tìm trung độ của nó là B. B chính là bằng, chúng ta phải thay cái x này vào cái đồ thị hàm số E mũ 5x trừ 10x bình cộng với lại 6 với x là bằng ln của 20 chia 25 nhân cho 1 phần 5. Ta thay vào đây là xong. Rồi bây giờ các bạn bấm máy cho mình như sau. Trước hết là chúng ta sẽ nhập cái này vào trước. Ln của 20 chia 25. Rồi mình lấy cái này mình chia cho 5. Mình store vào biến A. Đây, rồi còn lại ta bấm thôi. Đây, rồi bây giờ mình bấm thôi. E mũ 5x trừ 10x bình cộng 6 1 phần can. Rồi bây giờ mình thay cái điểm này vào là điểm A. Bằng anh cho thu được 6,78008 à 6,7801, làm tròn 4 chữ số nha các bạn. Đáp án đây là 6,7801. Đây, và đây là đáp án của bài toán. Rồi bây giờ ta sẽ đến với lại câu số 5. Đây là một câu tìm lim. Tìm số lượng A thỏa mãn lim x đến 0 cộng của cos 2x chia cho 1 chia cho x bình cộng 1 bằng E mũ A, và bài nó kêu tìm A. Nếu bạn gặp cái hàm có dạng là hx mũ gx đây. Nếu như bạn gặp cái phần cơ số nó cũng là một cái hàm, mà cái hàm số mũ cũng là một cái hàm luôn, thì cái cách mà chúng ta giải cái dạng bài này đó chính là ta sẽ lấy ln hai vế. Tại vì sao ta phải lấy, khi ta lấy ln hai vế ta có thể đưa cái gx xuống đúng không bạn? Bạn lấy ln bên đây thì có thể đưa gx xuống là bằng gx nhân cho ln của hx. Đây, đây là cái cách để chúng ta làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào bài toán này. Và nếu như các bạn lấy ln hai vế thì rất là trùng hợp, vế bên tay phải ln của e mũ a thì nó chính là bằng a luôn. Đây, và đây cũng chính là giá trị đã cần tìm kiếm. Thì cách để chúng ta làm như sau, để mình sẽ lấy chính là gì, ln của lim x tính đến 0 cộng của cos 2x mũ 1 chia x bình. Đây, và cái này chắc chắn chính là bằng a. Rồi vậy thì như các bạn đã thấy, lim của cos 2x mũ 1 chia cho x bình là bằng e mũ a đúng không? Lim này hữu hạn. Vậy thì bây giờ chúng ta có được quyền cho đưa ln vào bên trong cho nó dễ đúng không? Là bằng cái gì? Lim tính đến 0 cộng của, mình đưa ln bên trong thì mình đưa xuống, tức là 1 chia cho x bình đúng không? Ln cos 2x. Đây, chúng ta đã đơn giản hóa bài toán này. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta giải được cái lim này? Thì bây giờ mình sẽ viết lại cái này một chút xíu, đó chính là bằng lim x tính đến 0 cộng của ln cos 2x đúng không các bạn, chia cho x bình phương. Thì nếu như các bạn để ý, khi chúng ta thay x bằng 0 vào mẫu là bằng 0, mình thay x bằng 0 vào tử là bằng cos 2x, là cos 0 bằng 1, ln1 bằng 0, đây là dạng 0 chia 0 đúng không? Vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc L'Hôpital cho bài toán này, là mình sẽ lấy đạo hàm tử chia cho đạo hàm mẫu. Mình vẫn giữ nguyên nha. Đây là lim x tiến đến 0 cộng. Rồi vậy thì giờ cho tính thôi, đạo hàm của mẫu là bằng 2x, rất đơn giản. Đạo hàm của tử LNU là bằng U phẩy chia U. Rồi nó giữ nguyên ở đây, cos 2x. Rồi U phẩy là bằng cái gì? À, một cos là trừ sin đúng không? Trừ 2 sin 2x. Đây. Rồi thì các bạn để ý kỹ cho mình, sau khi chúng ta rút gọn số 2 đi là còn sin 2x chia cho cos 2x. Thì sẽ ra tan 2x đúng không? Là bằng lim x tính đến 0 cộng của trừ tan 2x, trừ tan 2x chia cho x. Bây giờ chúng ta chỉ cần việc là chúng ta nhân thêm số 2 ở đây. Rồi thì sau khi chúng ta nhân thêm số 2 vào dưới mẫu thì chúng ta phải nhân thêm 2 lên tử ở đây. Tức là mình nhân 2 ra ngoài luôn á, thế nó dễ. Đúng không? Và bạn nhớ cho mình, chúng ta có một cái công thức cực kỳ quan trọng, đó chính là gì? Lim của alpha tính đến 0 của tan alpha đây chia cho alpha thì nó sẽ bằng 1. Đây là một công thức lim cực kỳ quan trọng luôn. Và trường hợp này là alpha bằng 2x, và mình thay vào được nó là bằng 1. Vậy thì mình thay trừ 1 đây là bằng trừ 2. Đây là đáp án của bài toán A bằng trừ 2. Các bạn thấy bài lim này là một bài không quá khó. Tuy nhiên chúng ta cần nắm vững các cái công thức liên quan đến biến đổi các cái hàm có dạng là hx mũ gx, và đồng thời các bạn phải thuộc cái công thức tính nhanh thì nó sẽ giúp chúng ta làm bài nhanh hơn thôi. Nhưng còn nếu như bạn ra cái khúc tan x chia cho x này, bạn lại L'Hôpital nữa cũng được, nhưng mà nó dài đúng không? Hả? Và bây giờ ta sẽ tiếp tục. Rồi bây giờ ta sẽ đến với lại câu số 6. Câu số 6 là một câu thuộc dạng
Implicit differentiation nghĩa là gì? Chúng ta sẽ đạo hàm và theo ẩn và đón cho một quả bóng bay, và chắc chắn là mình nhìn thấy được nó đang ở dạng hình cầu đúng không các bạn? Nên chúng ta có công thức là V bằng 4 phần 3 pi r mũ 3. Đây, yêu cầu bài toán cho khi bán kính của nó là 100 cm, tức là khi mà chúng ta có r bằng 100 cm và bán kính đang tăng với tốc độ là 5.4 cm trên giây, tức là dr chia cho dt là bằng 5.4 dương 5.4 nha các bạn, đang tăng. Còn nếu như thể tích nó giảm là âm 5.4, đây là cm chia cho giây. Đây, vậy thì bài toán hỏi là the rate of change in the volume, tức là dv chia dt sẽ bằng chấm hỏi. Hoặc làm sao để chúng ta giải bài toán này? Vậy thì chúng ta sẽ coi là v là một hàm thay hàm t, đồng thời r cũng là một hàm thay đổi thay hàm t. Thì chúng ta sẽ đạo hàm hai vế, tức dv chia dt đạo hàm hai vế theo hàm t sẽ bằng cái gì? 4 phần 3 pi. Ok, chúng ta đạo hàm xuống là bằng 3 r bình nhân cho r phẩy, tức là dr chia dt. Rồi, vậy còn lại là chúng ta rút gọn và chúng ta thể số là xong thôi. Rồi, các bạn thế là cho mình 4 phần 3 pi này rút gọn đi là còn là 4 phần 3 với 3 là hết nè. 4 pi r bình nhân cho dr chia cho dt là bằng, đây mình sử dụng calcium bấm luôn, 4 pi r bình, 4 pi r bình là bằng 100 bình đúng không? 100 bình nhân cho dr chia dt là 5.4, và đây là thể tích của nó sẽ tăng với lại tốc độ là u cái này khá là lớn đấy, 678.584 78.584.0132. Rồi, vậy đây là đáp án cuối cùng của bài toán. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại dạng bài, đó là đạo hàm của hàm hợp, đó là chain rule các bạn. Cho hàm DP là bằng 5.000 P mũ 3 và lại còn cho hàm P theo hình T là bằng 0.2 T bình cộng 0.1 T cộng 5. Vậy bài toán hỏi là ray, tức là hỏi về tỷ lệ. Thì nếu như bạn thấy chữ ray này thì bạn nghĩ ngay đến việc là chúng ta sẽ đạo hàm demand 10 week. Rồi ok. Vậy thì bài toán hỏi là D phẩy theo ẩn T tại thời điểm T bằng 10 tuần từ bây giờ, T bằng 10 là bằng bao nhiêu? Đây, đây là cái hỏi bài toán. Và nó sẽ hỏi là nhu cầu đang tăng hay đang giảm. Thì nếu như cái D phẩy là cái xu hướng đó, D phẩy nó dương thì chúng ta có thể quất ngay được là increase. Còn nếu như cái xu hướng nó âm thì chúng ta sẽ chọn ngay là decrease thôi. Rồi bây giờ làm sao để tính được D phẩy tại ẩn T bằng 10? Rồi chúng ta có hàm D thì hàm T là D của PT. Bây giờ chúng ta đạo hàm của nó, tức là đạo hàm thì chắc chắn nó sẽ là bằng cái gì các bạn? Là bằng P phẩy T đúng không? DU đạo hàm là U phẩy D phẩy U, tức là D phẩy theo hàm P. Đó, và bây giờ chúng ta thay vào P phẩy theo hàm T tức là bằng 0.4T cộng 0.1. Rồi, D phẩy theo hàm P thì bạn viết lại cho mình nào, cái là bằng 5.000 P mũ trừ 3 đúng không? Đây mình đạo hàm lần P là bằng, vậy thì D phải P mình đưa 5.000 ra ngoài trước, 5.000. Rồi P mũ trừ 3 đạo hàm là trừ 3 P mũ trừ 4. Đây. Rồi, thì còn lại bài toán hỏi là tại thời điểm T bằng 10 là mình thay T bằng 10 vào cái hàm cuối cùng ở đây. Thay T bằng 10 mà chỗ này nó lại cần chữ P nữa. Rồi, vậy thì chúng ta cần tính P tại thời điểm T bằng 10 là cũng bằng cái gì đây? P đúng không? Thì mình nhập vào hàm vào. Đây chúng ta hàm P là 0.2 T bình x bình cộng 0.1 x cộng 5 bằng phím can. Mình nhập thời điểm T bằng 10 vào. Đã được 26. Vậy khi T bằng 10 thì P sẽ bằng 26. Ra thay vào đây thôi. Ở đây đấy là 10. Ở đây là bằng 26. Để gặp bấm máy cho mình. 0.4 nhân 10 đúng không? Cộng 0.1. Rồi đóng ngoặc lại nhân cho 5.000. Nhân cho trừ 3 P mũ trừ 4 là 26 mũ trừ 4. Rồi nó đóng ngoặc ở ngoài đây nữa mới bằng. Đấy, đáp án là trừ 0.13458, là
trừ 0.1346. Câu A trừ 0.1346, đó là câu A. Rồi nó hỏi nhu cầu này sẽ do cái rate là cái xu hướng của nó đang giảm, nó âm đúng không, cho nên là cái nhu cầu này nó sẽ giảm, nó sẽ decrease. Rồi câu số 8, đây là một câu liên quan đến linear approximation. Rồi bài toán cho hàm S là một hàm theo ẩn x, x là số tiền. Bài toán kêu là dùng dùng đạo hàm để dự đoán sự thay đổi, thì bạn nhớ cho mình một công thức thôi, đó là gì, delta S đúng không, là bằng S sau trừ S đầu đó bạn, S2 trừ S1 delta S. Ta sẽ xấp xỉ cái gì các bạn, xấp xỉ DS này, DS DS thì bằng cái gì bạn biết rồi, đó là bằng S phẩy DX. À, rất là hay, thì S phẩy nó chính là bằng S phẩy tại cái điểm ban đầu đấy, cái điểm ban đầu là 42 đúng không, S phẩy tại 42. Còn DX là bằng cái gì, DX sau chữ đầu là từ 42 đến 40,7, tức là bằng 40,7 trừ đi 42, nó sẽ là bằng S phẩy tại 42, còn cái lần trước đây là bằng nhân ra trừ 1,3 là xong. Rồi bây giờ các bạn tính cho mình thôi, F phẩy là bằng cái gì, đây là trừ 0.15, đạo hàm xuống x bình là cộng 0.34x cộng 5.2. Rồi và chúng ta chuyển việc là thay 42 vào, x bằng 42 vào là xong. Bây giờ mình nhập vào trừ 0.15x bình cộng 0.34x cộng 5.2 ở phím can, thay x bằng 42 vào đúng không, đáp án là như thế này. Rồi bây giờ mình nhân với lại trừ 1.3 nữa là xong. Đây là anh mà thu được đó là 318.6560 đúng không, đây là 318.6560. Câu số 9, tìm A và B sao cho Fx là gồm hai hàm A nhân E mũ x trừ B khi x vuông và x bình trừ A khi x bé là bằng 0, sẽ khả vi tại x không bằng 0. Rồi để nó khả vi tại x không bằng 0 thì các bạn phải nhớ cho mình có hai điều kiện. Điều kiện một, nó phải liên tục, chứ nó phải liên tục tại x không bằng 0 đó, chứ nó phải liên tục tại x không bằng 0. Và trường hợp thứ hai, nó sẽ khả vi tại x không bằng 0. Vậy thì trước hết nó phải liên tục đã, thì để fx liên tục tại x bằng 0 thì chúng ta làm như thế nào, lim x tiến đến 0, đây là gồm có hai cái nữa, đây là tính không cộng của fx phải bằng lim tính đến không trừ của fx, và nó phải bằng bằng với lại f0. Thì như các bạn thấy cái này có ba điều kiện, nhưng thực chất khi chúng ta giải cái bài này, chúng ta sẽ thay x bằng 0 vào trên và x bằng 0 vào cái ở dưới, đã cho hai cái bằng nhau là xong đúng không. Thay x bằng 0 ở trên là bằng a, em muốn 0 là bằng 1 trừ đi b đúng không, sẽ bằng mình thay số 0 vào cái ở dưới là bằng trừ a. Và vậy đây ta sẽ suy ra được đó là b bằng 2a. Rồi, ra có một cái phương trình đầu tiên. Và bây giờ chúng ta tìm mối liên hệ giữa A và B thông qua điều kiện khả vi nữa là xong. Thì khả vi là ta sẽ lấy đạo hàm ở trên bằng đạo hàm ở dưới là xong, đúng không? Đạo hàm ở trên là bằng A nhân E mũ X, đúng không? Còn trừ B thì nó hết rồi, sẽ bằng với lại đạo hàm ở dưới là bằng 2X trừ đi A là hết. Rồi, tại X bằng 0, tại X bằng 0, ta mình thay số 0 vào đây là bằng A nhân E mũ 0 là 1, sẽ bằng 2 nhân 0 bằng 0. Thì ta sẽ suy ra được đó chính là A bằng 0 và B bằng 2A cũng bằng 0. Vậy A bằng B sẽ bằng 0. Đây, A bằng 0, B bằng 0. Đây, khá đơn giản đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại câu số 10. Câu số 10, bài toán kêu tìm A và B sao cho Y bằng X nhân A cos X cộng B sin X thỏa mãn điều kiện Y 2' cộng Y bằng cos X. Thì chết, ta sẽ tính Y 2' trước, và chúng ta cộng với lại cái Y, và sau đó chúng ta sẽ cân bằng hệ số là xong. Thì trước hết mình viết ra để cho nó dễ nha. Y là bằng A mình đưa ra ngoài nè, x cos x cộng với lại b mình đưa ra ngoài là x sin x, đây là xong. Rồi bây mình tính trước hết là y 1' là bằng cái gì, a mình đưa ra ngoài, đạo hàm của x cos x là u nhân v, đạo hàm là u phẩy v cộng v phẩy u, là bằng x là bằng 1 phải là còn cos x cộng với lại x, đạo hàm của cos là trừ sin x. Đây chúng ta có được cái đầu tiên. Rồi cái thứ hai đó là b ra ngoài, hàm của x là 1 là còn sin x cộng x nhân cho cos x
Rồi đến đây chúng ta sẽ làm tiếp luôn đi cho nó nhanh. Đó chính là gì? Chúng ta tính y 2 phẩy. Thế là bằng A, vấn đề yên nha. Bên trong đạo hàm của cốt là trừ sin đúng không? Trừ sin x. Còn cái này là còn trừ x sin x. Đây mình lại dấu trừ ra ngoài. Đạo hàm của x sin x là bằng sin x cộng với lại x cos x. Đúng không? Rồi. Tiếp tục cộng với lại B. Đạo hàm của sin là bằng cos cộng cho x cos x, đạo hàm là còn cos x. Còn đây là trừ x sin x. Rồi, chính là bằng cái gì các bạn? A ra ngoài nè. Đây là trừ 2 sin x. Tiếp tục là trừ x cos x. Cộng với lại B. Bên trong đây là còn 2 cos x. Trừ x sin x. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ lấy y 2 phẩy. Đây là y 2 phẩy. Mình cộng với lại y. Đây là A nhân cho x cos x. Đằng sau đây là B nhân cho x sin x. Thì các bạn thấy không? Nếu như chúng ta A làm nhân từ chung, chúng ta có x cos x, còn đây là trừ x cos x. Vậy là hai này sẽ rút gọn với nhau. Và chúng ta sẽ còn lại là suy ra được đây là y 2 phẩy cộng với lại y sẽ là bằng trừ 2 A sin x. Đúng không? X cos x với lại x cos x là hết rồi. Đây là còn x sin x với trừ x sin x là hết nè. 2B cos x. Đánh kêu cái đằng sau đây bắt buộc phải bằng cos x. Vậy chứng tỏ hệ số trước sin x phải bằng 0, tức là A phải bằng 0. Vậy 2B nó phải bằng 1 đúng không? Vậy là B bằng 0.5. Đây là đáp án cuối cùng của bài toán. Và cảm ơn đã xem và thấy video của mình hay và hấp dẫn. Đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.